Xin chào các bạn, hôm nay thì mình tiếp tục phần số 6 nha. Và mình hy vọng các bạn sẽ cố gắng theo dõi cho tới hết cái chuỗi bài này luôn. Tất cả những cái video mà mình làm từ trước đến nay á là mình hướng đến những bạn không có rành tiếng Anh, các bạn chưa từng học tiếng Anh. Cho nên mình nghĩ nếu mà các bạn học hết những cái câu trong chuỗi bài này thì các bạn cũng có thể nói tiếng Anh hơi đỡ đỡ rồi đó. Cho nên các bạn cố gắng nha. Rồi câu tiếp theo. Ví dụ bạn của bạn khoe với bạn một cái thành tích gì đó xong rồi các bạn nói là Good for you. Giống như là tôi mừng cho bạn. Dịch sát nghĩa là tốt cho bạn. Good for you. Good for you. Good for you. Good for you. Rồi tiếp theo, ví dụ các bạn được kể một cái tin tốt lành gì đó, xong rồi các bạn sẽ nói là Good to know. Good to. No. Good là tốt. To là để. No là biết. Tốt để biết. Nhớ là no. Chứ không phải là cờ vậy nha. No. Good to know. Ta to. Good to know. Rồi tiếp theo. Ví dụ các bạn đang sống tại New York. Mà các bạn đang đi du lịch Tại một cái địa phương nào đó. Xong rồi người ta nói chuyện với bạn. Người ta đề cập tới New York. Rồi các bạn mới nói là... Ờ, tôi sống ở đó đó. I live there. I live there. I live there. I live there. là sinh sống nha. Các bạn để ý á. Cái chữ live là sinh sống. Rồi, trên truyền hình... Thỉnh thoảng các bạn thấy cái chữ live, viết y hệt như là cái chữ này luôn. Nhưng mà các bạn đọc là live. Nó có nghĩa là trực tiếp. Truyền hình phát trực tiếp á. live. Trong trường hợp này các bạn đọc là leave. I live there. Các bạn lưu ý nha. về có nghĩa là ở đó. Bạn nào chưa đọc được cái chữ TH thì các bạn xem lại cái bài 42 quy tắc phát âm nha. Nếu các bạn vẫn chưa có đọc được á, thì các bạn cứ nói là T, T, Alif T, Alif T, Alif T. Rồi tiếp theo, ví dụ ai đó mời bạn đi đâu đó hoặc là làm cái gì đó mà các bạn thích, các bạn muốn làm theo cái lời mời của người ta thì các bạn sẽ nói là I love to. I love to. I qua cái chữ d, các bạn bỏ luôn, các bạn không có cần nói cái chữ d nha. Nói thì nó sẽ trúng nhưng mà không nói thì nó vẫn không có sai. Tại vì người bản xứ khi mà người ta nói nhanh á, người ta lướt qua luôn, người ta không có thèm nói cái chữ d đâu. Rồi, các bạn đọc lại nha. I love to. Các bạn nói là lơ xong rồi phì hơi ra love. Chứ các bạn đừng có nói là love nha. I love to. I love to. I love to. Rồi tiếp theo, ví dụ một người nào đó làm một cái việc gì đó sai trái nhưng mà người ta không có chịu trách nhiệm về cái việc đó. Xong rồi các bạn sẽ nói là bạn phải trả giá về cái việc đó. You pay for it. You pay for it. You pay for it. Từ cái chữ you xong rồi tới cái chữ nlnl á. Hai cái chữ nl đó nó có nghĩa là sẽ bạn sẽ làm cái gì đó. Ở trong trường hợp này thì các bạn đọc là you hoặc thậm chí các bạn bỏ luôn cũng được nữa. you oh nhưng mà các bạn chỉ cần đọc là you là được rồi nha. you pay có nghĩa là trả tiền. Nhưng mà trong trường hợp này nó có nghĩa là trả giá. Rồi, you pay for it. for là cho cho nó tức là cho cái điều mà người ta mới làm á. Rồi, you pay for it. For what it, các bạn nói là for it. You pay for it. You pay for it. Rồi, tiếp theo. Gọi điện thoại cho tôi nha. Give me a call. Give me a call. Các bạn lưu ý nha, cái chữ call có nghĩa là gọi là kêu nhưng mà trong trường hợp này nó có nghĩa là gọi là gọi điện thoại nữa chứ không phải là gọi ở ngoài nữa nha call các bạn lưu ý không phải là con cái đó mình thấy nhiều bạn đọc như vậy lắm các bạn đọc là cô. thay vì nói là call giống như là cá kho nhưng mà cái miệng của các bạn cái môi á nó hơi chấm lại một chút Cô. đó chứ không có nói là call nha cái chữ give qua me thì các bạn đọc là give me cũng được nha nếu mà các bạn chưa có xem cái bài nói tắt á, thì các bạn xem lại nha rồi các bạn đọc lại nha give me a call đọc nhanh là give me a call rồi tiếp theo nếu mà các bạn nghe người ta mà các bạn không có hiểu người ta nói cái gì, các bạn yêu cầu người ta lặp lại á thì các bạn nói là say that again. Say that again. Say là nói. Say không phải là say nha. Say that again. Again là lặp lại. Rồi. That was again. Các bạn nói là that the again. Say that again. Say that the again. Say that again. Hoặc nói từ từ là say that again. Rồi tiếp theo. Ví dụ đồng nghiệp của các bạn nói với bạn là Chắc là bạn sẽ được tăng lương đó. Xong rồi các bạn nói là Ừ, hy vọng là vậy. I hope so. I hope so. I hope so. I hope so. Nhớ là hope. Chứ không phải là hop. Hop là nó sẽ ra cái chữ khác đây Các bạn đọc là hope. Hope so. I hope so rồi tiếp theo ví dụ các bạn đang quản lý một cái cửa hàng đi nhưng mà nhân viên thường hay đi trễ xong rồi các bạn nói là tôi cần nói chuyện với anh tôi cần nói chuyện với chị một cách nghiêm túc á thì các bạn sẽ nói là we need to talk we need to talk we need to talk nhớ là Talk, xong rồi. talk không phải là talk we need to talk we need to talk nhớ là đằng sau cái chữ need có đ nhưng mà khi các bạn nói nhanh các bạn bỏ qua cái chữ đ cũng được nha we need to talk we need to talk we need to talk rồi tiếp theo, ví dụ một người bạn của bạn nói là "Ê, lấy giùm cái ly đi." Xong rồi các bạn sẽ nói là "Nó đâu? Nó đâu sao tôi không thấy?" Rồi các bạn sẽ nói là "Where is it?" Where is it. Khi các bạn nói nhanh, các bạn nói âm "Where is it?" Where is it. Where is it? Where is it? hoặc thậm chí các bạn không có nói là rí mà các bạn chỉ cần nói là where is it where is it where is it where is it rồi tiếp theo ví dụ bạn của bạn hỏi là khi nào thì máy bay của bạn cất cánh bạn nói là còn hai tiếng nữa two hours left two hours Left, two hours left. Nhớ hours, cái chữ giờ á, tiếng đồng hồ á là áo à. chứ các bạn không có nói là háo à, nha. Bỏ cái chữ h, hour. Ở đây là số nhiều, cho nên các bạn thêm cái chữ s vào hours, two hours. Bạn nào chưa có xem cái bài số ít và số nhiều á, thì các bạn cũng xem lại nha. Two hours left. Two hours left. Rồi tiếp theo. Ví dụ các bạn đến cửa hàng, các bạn mua đồ. Xong rồi nhân viên người ta nói là Bạn ơi, cái này được hay là không? Xong rồi các bạn đứng từ xa, các bạn nói là Can I see it? Tôi có thể xem nó được hay là không? Ý mình nói là Đưa đây cho tôi xem thử rồi các bạn nói là can i see it. Can I see it? Can what i các bạn nói là can i see it. Can I see it? Nếu mà các bạn không có nói được nhanh á thì các bạn cứ nói là can i see it. Can I see it? Rồi tiếp theo Ví dụ một người nào đó đang nói oan cho bạn. Ví dụ các bạn đi làm nhưng mà người đó nói là Ê sao tối ngày đi chơi hoài vậy? Xong rồi các bạn mới cự lại các bạn nói là Nói gì vậy? What are you talking about? What are you talking about? What are? Thì các bạn nói là What dar what are you what are you talking about what are you talking about what are you talking about đọc nhanh là what are you talking about cái này thì nó sẽ tùy vào cái thái độ và cái tình huống nha. Cũng có thể không có cự lại mà là hỏi thật lòng. Rồi tiếp theo, ví dụ các bạn vào shop, các bạn mua đồ, xong rồi nhân viên của các bạn thấy các bạn thử cái đồ đó xong rồi, người ta sẽ hỏi là tốt hay là không? Chị có thích nó hay là không? Xong rồi các bạn nói là tôi hài lòng với nó, tôi thích nó lắm rồi đó. Thì các bạn nói là I'm happy with it. 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 Rồi, khi mà các bạn nói là tôi no rồi. I'm full. Nhớ là full có nghĩa là đầy bụng của mình mà nó đầy rồi có nghĩa là mình đã no rồi full giống như là phờ ua phua đó các bạn đừng có nói là full là sai nha các bạn nói là am full rồi ngược lại nếu các bạn nói các bạn nói là am hungry am hungry nhớ ở giữa cái chữ hấn và cái chữ rì các bạn phải gần cái cô hỏng xuống nha hấn hungry hungry I'm hungry nhiều người sẽ nói là hungry thì cái nào cũng được hungry hay là hungry đều được hết nha I'm hungry I'm hungry rồi tiếp theo ví dụ các bạn hỏi là có mấy người, có bao nhiêu người? How many, How many people? How many people? How many people? Người là people. 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 How many? Là bao nhiêu? Bao nhiêu người? How many people? Rồi tiếp theo, Ví dụ các bạn có một shop bán đồ, các bạn bán đồ xong cho khách rồi mà các bạn đem ra tận xe của người ta luôn. Xong rồi người ta nói là cảm ơn nha. Thì các bạn có thể nói công việc của tôi mà, nhiệm vụ của tôi mà. It's my job. It's my job. It's my job. Cái chữ it's. Các bạn có thể chỉ xì ra cái thôi cũng được nữa. It's my job. Rồi tiếp theo, ví dụ bạn hỏi một ai đó là Ê, tìm thấy chưa? You found it. Đáng lẽ ra phải đọc là Have you found it? Bạn có tìm ra nó chưa? Khi nói nhanh, các bạn có thể bỏ luôn cái chữ have. Rồi thì các bạn có thể nói hai cách. Have you found it? Hoặc là You found it. Rồi tiếp theo, ví dụ các bạn tìm được một cái vật gì đó xong rồi các bạn đưa cho bạn của bạn xem. Các bạn nói là "Ê, coi nè." Have a look. Have a look. Have a look. Have a look. Các bạn có thể lên giọng hay là xuống giọng thì tùy nha. Have a look hoặc là have a look. Rồi, ví dụ bạn của bạn xem xong rồi, người ta mới xin bạn, "Ê, cho tôi cái này luôn đi." Xong rồi các bạn mới nói là Ờ, ừ, nếu bạn thích thì bạn cứ lấy đi." Thì nói tắt á là "If you like it." If you like it. If you like it. If có nghĩa là nếu. If you like it đọc nhanh là If you like it if you if you like it if you like it If you like it rồi tiếp theo ví dụ bạn của bạn rủ bạn làm một cái gì đó đi nhưng mà các bạn không có chắc các bạn mới nói là để tôi nói lại sao? có gì thì tôi sẽ nói lại sao? thì các bạn sẽ nói I'll let you know. I'll let you know. I'll let you know. I'll let và you know. cái chữ you thì các bạn nói let you. I'll let you know. I'll let you know. I'll let you know. Rồi tiếp theo. Ví dụ bạn mất một cái gì đó đi mà các bạn đang kiếm, các bạn nói là chắc là nó vòng vòng đây thôi. Somewhere around here. Somewhere around here. Somewhere. Somewhere, Somewhere. around. Around here. Somewhere around here. Somewhere around here. Rồi tiếp theo, ví dụ máy giặt của các bạn hư, bạn của bạn cố gắng sửa nhưng mà sửa hoài không có được. Xong rồi bạn mới nói là, thôi kệ nó đi. Let it be. Let it be. Thì các bạn nói, let it là let it Let it be. Let it be. Gậy nó đi. Let it be. Rồi tiếp theo, ví dụ bạn đang nấu ăn, xong rồi bạn kêu bạn của bạn là bỏ thêm tí đường đi. Xong, bạn mới nói là bỏ thêm một tí nữa đi. A bit more. A bit more. A bit more. A bit more khi mà nói nhanh á thì sau cái chữ bit bỏ luôn cái chữ tờ nha các bạn chỉ cần nói là a bit more a bit more rồi tiếp theo ví dụ bạn của bạn đang bắt nhạc to quá xong rồi các bạn nói là ê bắt nhỏ nhỏ lại một chút đi xong rồi bạn của bạn mới bắt nhỏ nhỏ một chút rồi bạn mới nói là bắt nhỏ một chút xíu nữa đi thì các bạn sẽ nói là a bit less a bit less a bit less less là ít hơn a bit less rồi tiếp theo ví dụ bạn của bạn hỏi là ê còn trứng không ở nhà còn trứng hay là không bạn mới nói là có nhiều lắm thì các bạn sẽ nói there's a lot there's a lot there's a lot There's có nghĩa là có. Bạn nào chưa có học bài này thì các bạn xem lại nha. There's a lot. There's a lot. Từ cái chữ there's qua a, các bạn nói là there's a lot. There's a lot. Rồi tiếp theo, ví dụ bạn với bạn của bạn chuẩn bị đi chơi. Xong rồi bạn của bạn mới nói là chắc trời mưa quá bạn mới nói lại là hy vọng là không i hope not hồi nãy là tôi hy vọng như vậy i hope so tôi không có hy vọng như vậy i hope not i hope not rồi khi mà các bạn động viên bạn của bạn bạn nói là cố lên try your best Try your best. Try your best. Try your best. Có nghĩa là cố gắng nhất có thể. Try your best. Bỏ luôn chữ tờ cũng được nha. Try your best. Try your best. Rồi tiếp theo Ví dụ bạn không có được khỏe, xong rồi vài ngày sau bạn của bạn mới hỏi là Ê, khỏe không? Dạo này sao rồi? Bạn mới nói là khỏe hơn rồi. I'm getting better. 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 Cái chữ getting nói theo kiểu Mỹ là getting getting chữ better nói theo kiểu Mỹ là better better getting better getting better I'm getting better hoặc thậm chí các bạn bỏ luôn cái chữ am các bạn nói là getting better rồi tiếp theo, ví dụ bạn của các bạn đang làm một cái gì đó đi, nhưng mà làm hoài không được, bạn thì làm được. Bạn sẽ nói là, để tôi xử nó cho, để tôi giải quyết nó cho, để tôi làm cho. out sort it out. I'll sort. Nhớ là sort. Không phải là sort, mà là sort it out nói nhanh nói tắt là ao so đệt đào 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 rồi tiếp theo tôi có cái ý này nè I have an idea I have an idea. I have an idea. I have an idea. I have an idea. rồi tiếp theo ví dụ các bạn nói với bạn của bạn á là ê trong vườn nhà tôi có rất là nhiều hoa bây giờ nó nở đẹp dữ lắm bạn của bạn không có tin xong rồi bạn mới nói là ờ không tin thì đi 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 xem thử đi. Go and see. Go là đi. And là và. See là nhìn thấy. Go and see. Go and see. Rồi tiếp theo. Ví dụ bạn rủ bạn của bạn đi chơi. Xong rồi bạn của bạn mới nói là Thôi chắc đi không được đâu. Xong rồi bạn mới nói Ờ, nếu không thích thì thôi. Thì các bạn sẽ nói If you, if you don't want to. 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 Rồi tiếp theo, ví dụ bạn rủ bạn của bạn đi ngắm cảnh, xong rồi bạn mới nói là chụp hình đi. Take some photos. Đọc bình thường cái chữ photos là photos. Nhưng mà các bạn đọc nhanh thì nó sẽ ra là photos. Photos. Nhớ cái chữ đồ là đọc bằng đầu lưỡi nha. Photos. Take some photos. Take some photos. Rồi tiếp theo, bạn hỏi bạn của bạn là ê ngày mai rảnh hay là không bạn của bạn mới nói chi vậy bạn mới nói đi dạo chơi go for walk go for a walk go for walk go for a walk walk không phải là work nha walk go for walk go for walk Rồi tiếp theo, ví dụ các bạn mua một cái áo nhưng mà các bạn giặt một lần là nó bị hư rồi. Xong rồi các bạn mới nói là phí tiền thật. waste of money Waste có nghĩa là lãng phí tiền bạc money waste waste of money. Waste of money. Waste of money. Đáng lẽ ra phải nói là it's a waste of money. Nhưng mà các bạn bỏ luôn, các bạn chỉ cần nói là waste of money là đủ rồi. Rồi tiếp theo, ví dụ bạn đang hướng dẫn bạn của bạn một cái vấn đề gì đó xong rồi các bạn sẽ nói là đó là cái cách tốt nhất rồi is the best way. It's the best way. It's the best way. Rồi tiếp theo, ví dụ ngày mai là cuối tuần, bạn của bạn mới nói chán quá. Xong rồi sau đó bạn mới nói là bạn có dự tính gì hay là không? Ý hỏi là ngày mai có dự định gì hay là không? Rồi, bạn mới nói You have any plan? You Have any plan. Kế hoạch, dự định, plan. Đáng lẽ ra phải có cái chữ do ở đằng trước, nhưng mà các bạn bỏ luôn cũng được nha. You have any plan? You have any plan? You have any plan? Rồi tiếp theo, nếu bạn nói với bạn của bạn là Ê, lấy cái này nè. Take this one. Take this one. Take this one. Take this one. từ cái chữ this qua one các bạn có thể nói this one. This one. Take this one. rồi video của ngày hôm nay đến đây là kết thúc và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo là phần 7 nha